Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con xem video bài giảng thấy cô giảng dễ hiểu bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy con học tiểu học nhé. Hôm nay cô dạy cho các con chương trình sách giáo khoa mới bộ sách cánh diều tập 1. Luyện từ và câu trang 111. Chọn một trong hai chủ đề dưới đây. Viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu kể về tài năng hoặc phẩm chất của một nhân vật trong một câu chuyện mà em đã học. Trước tiên, cô giáo có một đoạn văn nói về một phẩm chất của một người trong câu chuyện mà em đã học. A. Phạm Ngũ Lão là một vị tướng giỏi thời nhà Trần. Phạm Ngũ Lão là một vị tướng giỏi thời nhà Trần. Thuở nhỏ, ông đã có trí khí khác thường, tính tình khẳng khái. Khi ở làng có người đỗ tiến sĩ tổ chức ăn mừng, cả làng kéo đến, riêng ông thì không. Đến khi người mẹ hỏi, Ngũ Lão thưa với mẹ, chí làm trai phải lập công danh rạng rỡ non sông mà con chưa lập được bằng người. Đi mừng người ta nhục lắm. Có lần Hưng Đạo Vương cùng Tùy Tùng đi ngang qua đường, thấy Phạm Ngũ Lão ngồi bên vệ đường đan sọt. Quân lính kéo đến dẹp lối đi, Phạm Ngũ Lão vẫn ngồi thản nhiên như không để ý đến ai cả. Quân lính cầm giáo đâm vào đùi chảy máu mà ông vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Vương dừng lại hỏi, bấy giờ Phạm Ngũ Lão mới trả lời rằng đang nghĩ một câu trong binh thư nên không để ý, biết người có tài trần hương đạo cho ông ngồi cùng kiệu đưa về kinh từ đó phạm ngũ lão trở thành môn khách của trần hương đạo tiếp theo cô giáo đọc đoạn văn thứ hai những hạt thóc giống à, nói về à, người một một người tài năng b những hạt thóc giống là câu chuyện kể về một cậu bé trung thực những hạt thóc giống là câu chuyện kể về một cậu bé trung thực. Ngày xưa có một ông vua tuổi đã cao mà không có con, vua muốn tìm một người tài đức để truyền ngôi. Bữa nọ, vua ra lệnh mở kho thóc phát cho mỗi thần dân một đấu thóc và giao hẹn, ai nộp được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi báu, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Vụ mùa năm ấy bội thu, các thần dân trong vương quốc nô nức chờ thóc về kinh thành chỉ có một chú bé tên là chôm với hai bàn tay không quỳ xuống trước mặt vua chôm kính cẩn thưa muôn tâu đức vua con xin chịu tội vì thóc giống bệ hạ ban cho con đã gieo nhưng không mọc mầm mọi người đều sững sờ nhưng nhà vua thì mỉm cười đỡ chú bé dậy và nói thóc phát ra đã bị luộc rồi làm sao mà gieo thành mạ được những gách gánh thóc, xe thóc kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta. Nhìn một lượt khắp các quan văn, quan võ và ngàn vạn thần dân có mặt. Nhà vua phán truyền, trung thực là đức tính quý báu nhất của con người. Trôm vừa trung thực vừa dũng cảm, rất xứng đáng được ta truyền ngôi báu. Câu chuyện ca ngợi chú bé Trôm, một con người trung thực, dũng cảm, nói lên sự thật. Nhờ đức tính trung thực dũng cảm, Trôm đã được truyền lại ngôi báu và trở thành một ông vua tốt. Câu chuyện còn khuyên nhủ mỗi chúng ta luôn phải sống trung thực, thành thật trong cuộc sống. Như thế sẽ nhận lại được điều xứng đáng. Các đoạn văn kể về tài năng hoặc phẩm chất của một nhân vật trong một câu chuyện mà em đã đọc đến đây là hết rồi. Cô chào các con!